Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ một câu chuyện liên quan tới một du học sinh Việt Nam 21 tuổi đang là sinh viên đại học năm thứ 3 ở tại Toronto, Canada. Vâng, với tựa đề Du học sinh 21 tuổi Việt Nam kêu cứu thảm thiết vì bị cưỡng hôn. Thưa quý vị, nghe câu chuyện này các bạn thấy có vô lý và có một chút khôi hài không ạ? Với mình thì không có một chút gì gọi là khôi hài, mà bởi vì mình nghĩ rằng đây là một lời kêu cứu khẩn thiết đối với cộng đồng người Việt Nam tại đất nước Canada hiện nay. Có một câu chuyện trước đó mình đã cho ra một video rằng là du học sinh lái máy bay bà già, và sau khi video này được công chiếu thì có rất rất nhiều quý khán thính giả vào bình luận với hai chiều, đa chiều khác nhau. Thì về phần cơ bản, mọi người Việt Nam chúng ta đều thông cảm cho cái trường hợp của du học sinh Canada này. Thì bây giờ trước khi đi vào phân tích cái vấn đề này thì mình sẽ xin được đọc nguyên bản một bức thư mà bạn sinh viên này đã gửi cho mình qua email các bạn nhé. Vâng, bức thư nguyên bản như sau. Con chào bác ạ. Bác ơi, bác cứu con với. Bác ơi, con không biết nói với bác bắt đầu từ đâu để bác hiểu hết về nỗi day dứt thống khổ của con. Trước đó bác đã hiểu câu chuyện tình éo le của con rồi, nhưng con vẫn chưa nói thật lòng hết với bác. Bây giờ câu chuyện đã đi quá xa và tâm trạng của con rối như tơ vò, nên con quyết định viết thư này gửi cho tới bác. Con xin bác hãy thông cảm và bỏ qua lỗi lầm cho con, vì trước đó con đã không nói thật hết câu chuyện với bác. Hôm qua, người tình của con bất ngờ gọi điện thoại cho con nói rằng về nhà ngay, có việc gấp rất quan trọng. Khi con từ trường học về, bà ấy đã ra tận ngoài cửa đón con, nôi vào phòng ngủ. Con tưởng bà ấy muốn làm cái chuyện đấy giữa ban ngày ban mặt nên con đã vùng vẫy, né tránh. Tuy nhiên bà ấy nói rằng, anh đừng nghĩ bậy, em chỉ muốn báo cho anh biết rằng em vừa test thử, que thử thai và nó đã lên hai vạch. Con không hiểu hai vạch là như thế nào, cứ đừ mặt ra thì bà ấy vui cười bảo, anh đã có con rồi, nghe chưa? Bác ơi, khi nghe bà ấy thông báo điều này, đầu óc con quay cuồng điên đảo. Con ú ớ không biết nói gì và tìm cách nàng tránh nói rằng, hôm nay phải thi và phải quay lại trường ngay. Và thế rồi con đã ra khỏi nhà, mặc cho bà ấy lôi kéo con nhất quyết không ở lại. Khoảng 1 giờ sau, bà ấy đã gọi điện thoại cho con. Khi ấy, vào giờ nghỉ trưa, con không có lý do gì để từ chối cuộc nhận điện thoại. Bà ấy hỏi con tíu tít nên đặt con tên là gì và nếu là con trai, và tên là gì nếu nó là con gái. Bà ấy cũng đưa ra quyết định trong tuần này sẽ đi nộp đơn kết hôn để khi đứa bé chào đời có đủ tên cha và tên mẹ trong giấy khai sinh. Con có nói với bà ấy là lên đi phá thai vì con không muốn có con vào thời điểm này. Ngay lập tức bà ấy đã nổi khùng và nói rằng nếu con rũ bỏ trách nhiệm với đứa bé thì ngay lập tức con sẽ bị vào tù với nhiều tội danh khác nhau. Con tin lời bà ấy nói vì bà ta có tiền và có quyền lực ở xứ sở này. Bác ơi, con lo sợ quá và không biết phải xử trí như thế nào. Con định bỏ học trốn lên Vancouver, xin vào một khu trồng cỏ bất hợp pháp kiếm tiền, gửi về Việt Nam nuôi cha mẹ già và hai đứa em nhỏ đang ăn học. Điều này cũng đồng nghĩa là con dứt tình với người đàn bà hơn con 30 tuổi ấy. Có thể bà ấy sẽ tìm được con vào một lúc nào đó, nhưng con hy vọng rằng khi đó con đã kiếm đủ một số tiền kha khá để gửi về Việt Nam rồi. Lúc đó, thân xác con có nằm lại nơi xứ người thì con cũng đành chấp nhận. Ở đời có câu, gieo nhân nào gặt quả đó. Con đã gieo một hạt giống xấu cho đời và đương nhiên con phải đón nhận trái đắng. Bác ơi, con coi bác như cha mẹ ruột của con nên con viết lá thư này cầu xin bác hãy nghĩ cách cứu giúp con với. Con không muốn có một đứa con với một người đàn bà hơn con 32 tuổi. Trước đó con đã nghe lời bác khi quan hệ với bà ấy phải dùng bao cao su, nhưng bà ấy không chịu.
Rõ ràng rằng bà ấy đã giăng bẫy để có một đứa con chung là sợi dây thít chặt cuộc đời con với bà ấy. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, giờ đây con chỉ biết tự trách bản thân mình chứ không dám kêu than với ai nữa. Nếu bạn bè chan lứa và người đời biết con và bà ấy có con chung với nhau thì con chỉ còn có cách đào lỗ mà chui xuống đất mà thôi. Con cầu xin bác hãy nghĩ cách cứu giúp con nhé. Nếu lội trong 3 ngày không thấy bác hồi âm, con sẽ tự quyết định kế sách mà con đã tiết lộ với bác. Con không cần phải căn dặn bác giữ bí mật này bởi vì con biết rằng ngay ngày mai chắc chắn bà ấy sẽ thông báo điều này cho thiên hạ biết. Con chào bác và cảm ơn bác rất nhiều vì thời gian qua bác là người duy nhất sưởi ấm trái tim con ở nơi xứ sở lạnh giá nhất hành tinh này. Vâng, thưa các bạn, đây là bức thư của một bạn sinh viên đang học đại học năm thứ 3 và chỉ còn một năm nữa thôi là tốt nghiệp. Thì trước đó mình đã chia sẻ câu chuyện rằng là du học sinh lái máy bay bà già. Thì bạn sinh viên này năm nay 21 tuổi, còn thì người đàn bà này là 53 tuổi. Cũng như là mình chia sẻ trước đó thì người đàn bà này trước đây đã có một đời chồng, nhưng chồng của bà ấy đã mất và để lại một cái gia sản tương đối lớn. Trong khi đó thì bạn du học sinh này thì vì hoàn cảnh éo le, tức là tại Việt Nam bạn ấy có cha mẹ già, có hai đứa em nhỏ, một đứa học cấp 3, một đứa học cấp 2. Thì trong 3 năm qua thì gia đình nhà bạn ấy đã coi như là gửi cho bạn độ ước chừng vào khoảng 100.000 đô để nuôi bạn ăn học ở bên này. Bố mẹ bạn đã đi vay mượn rất nhiều rồi và bản thân cha mẹ của bạn không còn sức để coi như là no cho bạn ấy ăn học lốt năm cuối cùng. Và theo như mình biết thì coi như là mỗi một năm bạn ấy phải chi ra khoảng 30.000 tiền đóng học phí và khoảng 10.000 tiền thuê nhà và ăn uống. Chính vì vậy bạn này đã quyết định coi như là chấp nhận cái cuộc tình mà nó chênh nhau về tuổi tác như vậy. Đây là một cuộc tình éo le mà bạn ấy không muốn. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, bạn ấy chấp nhận coi như là hy sinh cái tuổi thanh xuân của mình để sống với một người đàn bà hơn mình coi như rất nhiều tuổi. Vấn đề ở đây á, là bạn ấy đã không muốn có con. Thì trong những lần trước thì bạn này đã tâm sự với mình trong một vài lần mà quen biết và sau đó đã nhiều lần nói chuyện với nhau. Thì chính mà mình có gợi ý rằng là nếu không muốn chấm dứt cuộc tình này mà muốn coi như là trở lại cái cuộc sống bình thường thì để tiết kiệm về cái tiền bạc thì có thể là đến gia đình nhà bác ở cùng, bởi vì bác sẽ không lấy tiền nhà đó. Thì coi như là không hiểu lý do là bạn này làm sao mà lại đi nói chuyện với người đàn bà này, và người bạn này này đã gọi điện cho mình coi như là đe dọa rất nhiều. Bà ấy muốn rằng mình không được phép can thiệp vào chuyện riêng của bà ấy. Thì mình cũng chỉ nói rằng là mình không có quyền can thiệp, mà mình chỉ nói rằng là nếu bạn ấy khó khăn thì mình giúp đỡ như vậy thôi. Thì bẵng đi một thời gian thì coi mình trong đợt đó mình có hỏi bạn ấy rằng là nếu mà coi như là người phụ nữ này, người đàn bà này có thai với bạn thì bạn sẽ tính sao? Thì coi như là cái cậu sinh viên này cũng có nói rằng là theo sự tìm hiểu của cậu ấy thì những người đàn bà mà trên 50 tuổi thì sẽ không có con. Nhưng mà mình cũng thông báo trước là có rất nhiều người, một số người coi như là cái cơ địa của họ nó sẽ không bình thường, và có những người trên cả 60 tuổi vẫn có con là chuyện bình thường. Thì coi như tốt nhất trong quan hệ là lên coi như là mình đi coi như bao cao su vào. Nhưng mà người đàn bà này không chấp nhận. Thì đúng là cái điều lo sợ đó đã xảy ra. Thì coi như là đây là lá thư mà coi như là bạn ấy viết trong cái lỗi tuyệt vọng. Bạn ấy đang định quyết định, tức là sẽ rời Toronto và đi đến coi như là Vancouver. Mình biết rằng là ở khu vực Vancouver có một số cái người Việt Nam trồng cỏ, tức là gọi là trồng cây cần sa mà trái pháp luật với nhà nước, không đóng thuế cho nhà nước, và một tháng họ có thể trả những cái người lao động bất hợp pháp ở tại farm của họ không được phép rời xa đó là 5.000 đô một tháng. Tuy nhiên trong trường hợp này có rất nhiều vấn đề nguy hiểm liên quan tới luật pháp, hoặc là về bị bệnh tật, hoặc là về bị bắt. Nó có nhiều vấn đề mà coi như là
Nhiều người mà đến đây đi du lịch chẳng hạn hết thời gian không muốn về mà sợ bị thất nghiệp không kiếm được tiền thì hay chui vào những cái farm này để làm. Đó là theo cái sự hiểu biết riêng của mình. Thì bạn này định có ý định đến đó và lá thư này bạn ấy viết rất rõ ràng đúng không ạ? Thì bạn ấy biết rằng là coi như là bạn ấy không thể là coi như vượt qua cái sự kiểm soát của người tình của mình. Thì ở đây theo như lời bạn ấy đã nhiều lần tâm sự với mình rằng là bà ấy có một thế lực ở đây rất là tương đối mạnh, mà cái vấn đề ở đây là bà sử dụng đồng tiền. Một người tức là bà có một luật sư riêng và trước đó đã là người tình của bà, và người này là một luật sư người Mexico. Tuy nhiên ông người tình này thì đã quá tuổi rồi, ông này coi như là ngót nghét 80 tuổi và không còn sức để phục vụ cho bà ấy nữa, và bà ấy đã chia tay với ông ấy một vài năm nay rồi. Nhưng bà vẫn dùng cái mối quan hệ từ trước và cái thứ hai là dùng đồng tiền để cho ông luật sư này làm những điều theo ý của bà. Đó là một. Vấn đề thứ hai là bà ấy ngay cả cái lúc mà bà gọi điện cho mình thì bà đã bóng gió nói rằng là cho người đến tức là đánh mình, đại khái là dùng tiền để thuê những cái người da màu ấy, là họ rất bất chấp luật pháp để làm theo cái những cái điều mà người nào muốn thuê họ làm những cái điều đó. Thì đây là một vấn đề mà bạn sinh viên này biết rõ rằng là bạn ấy khó có thể thoát khỏi vòng tay của bà ấy. Thì người đàn bà này đơn giản là họ chỉ muốn coi như là lấy một người chồng trẻ trung và đáp ứng được cái sinh lý với bà ấy. Còn thì bao nhiêu tiền bạc là người ta có thể lo tất cả ở phía Việt Nam cho cậu sinh viên này, ngay cả chuyện học hành ở đây. Nhưng với điều kiện là cậu ấy phải đáp ứng được cái nhu cầu là bây giờ là đã có con rồi là phải đi đăng ký kết hôn, và coi như cuộc tình này là phải gắn chặt, cậu sinh viên này sẽ phải ở đây. Thì đây là vấn đề mà cậu ấy chưa lường tưởng được trước, có nghĩa là không bao giờ cậu ấy nghĩ rằng sẽ có một đứa con chung với người đàn bà này. Thế nhưng cái điều đó đã xảy ra và nằm ngoài cái dự kiến của cậu sinh viên này. Thì đây là một lời kêu cứu, chứ mình không thấy rằng đây là cho một cái điều nhiều người cho rằng rằng là kiểu như là cậu bé này hám tiền hám bạc, coi như là đã coi như là đánh đổi cái tuổi thanh xuân của mình như thế là không xứng đáng. Rất nhiều người thì cũng có ý kiến coi như là đồng tình với cậu bé, chẳng hạn như là người ta nói rằng là người ta cần sinh lý thì mình cần tiền, đây là một cái sự trao đổi coi như là không bên nào thiệt thòi cả, là một sự coi như là thỏa thuận với nhau thôi. Nhưng mình nghĩ rằng đây nó như là một cái mình gọi là như một cái bẫy tình đó. Người ta có tiền nhưng người ta dùng cả cái cạm bẫy nữa để người ta coi như là đưa cái cậu sinh viên này vào thế. Ở đây mình cũng chưa tìm hiểu rõ về cái luật pháp ở Canada nó như thế nào, nhưng mình thấy rằng trong chuyện này nó như là một cái chuyện cưỡng hôn, bởi vì người kia không muốn kết hôn với mình mà mình lại dùng nhiều thủ đoạn để coi như là để muốn coi như là cái người đàn ông đó thuộc về mình. Thì theo suy nghĩ của mình đây là một sự cưỡng hôn. Luật pháp Canada thì mình chưa nắm bắt được rõ là cái nếu cậu này mà đưa cái vấn đề này ra đến luật pháp thì họ sẽ xử như thế nào đó. Nhưng mà theo mình nghĩ thì phần thắng luôn luôn nghiêng về người đàn bà, bởi vì họ có cả luật sư riêng và họ có cả tiền bạc, có thể họ sẽ đưa ra rất nhiều những cái bằng chứng đúng không ạ? Thì ở đây thì cậu sinh viên này coi như là đang kêu cứu tuyệt vọng, và coi như cậu ấy có nói với mình một câu mà bắt đầu vào cái buổi tối hôm qua khi mình gọi một cuộc điện thoại cho cậu ấy. Cậu ấy có nói rằng là bác ơi, con cảm thấy rằng cái sự trả thù của những người đàn bà trên thế gian này thật đáng sợ. Đây là lần đầu tiên con va vào chuyện tình và lại mới với một người đàn bà nhiều tuổi. Và khi mà họ không đạt được mục đích thì họ sẽ từ cái sự yêu thương trở sang hận thù và họ có thể dám làm bất cứ chuyện gì bác ạ. Con rất lo sợ và coi bây giờ con là không biết xử trí ra sao. Thì là mong bác hãy vẽ ra một cái ý tưởng, một cái cách nào đó để có thể con thoát khỏi cái lưới tình này. Và coi như là làm sao mà vẹn cả cái vấn đề mà gia đình con ở bên kia vẫn có thể là cha mẹ con vẫn có thể nuôi được các em ăn học và con vẫn có thể có công việc đi làm để trả nợ được.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, mình thì không phải là người tài giỏi gì hết và luật pháp đến mức độ mình cũng chưa hiểu được như thế nào nữa. Và bản thân mình thì thật sự là cũng bó tay không biết là nói với bạn sinh viên này như thế nào. Cái vấn đề ở đây á, mình chỉ muốn nói với bạn ấy cái việc đầu tiên là bạn ấy đã tất nhiên là tiên trách kỷ hậu trách nhân, nhưng cái vấn đề đầu tiên mình muốn nói với bạn ấy rằng là một cái câu chuyện này á, nó liên quan về một vấn đề đạo đức của con người. Có nghĩa là bạn ấy nói với bà người tình của mình rằng hãy đi phá thai, còn bản thân mình thì lại không chấp nhận cái chuyện phá thai. Đây là quan điểm của mỗi người thôi, bởi vì theo quan điểm của mình thì khi một người đàn bà người ta đã mang thai, có nghĩa là đứa bé đó là vô tội, đã mang một hình hài con người. Và khi cái chuyện phá thai á, thì đó là một cái hành động theo cái sự nhận xét của mình như là một hành động giết người, và đây nó thuộc về vấn đề đạo đức của con người. Thì mình khuyên cậu ấy rằng là phải nghĩ cách khác, chứ không có nghĩ đến cái chuyện đừng coi như là bắt người ta phải đi phá thai. Đây là một cái hành động mà theo như bác nghĩ là con không nên làm. Đó là cái vấn đề mà mình có thể dám nói thẳng nói thật với cậu ấy, là cái quan điểm của mình như vậy. Còn cái vấn đề để làm cách nào để giúp bạn này thì thật sự là mình cũng không dám đưa ra một câu quyết đoán rằng là con phải làm như thế này, con phải làm như thế kia. Cái vấn đề ở đây mình chỉ dám có ý là bây giờ con là người trẻ tuổi và con rất nhanh nhẹn, thì con hãy vào Google con tìm hiểu về luật pháp ở Canada. Nếu con có thể nhờ được một luật sư nào đó người Việt Nam hiểu biết về luật pháp và có tâm bảo vệ con đó, để bảo vệ con trước pháp luật của Canada, bởi vì theo bác nghĩ đây là một cái vụ cưỡng hôn. Bởi vì nếu mà đồng thuận thì cả hai bên phải là đồng thuận, đúng không ạ? Tôi chấp nhận với cô rằng là tôi làm người tình, chứ tôi chưa chấp nhận với cô là tôi là chồng của cô. Hai cái điều này theo mình nghĩ nó hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy mà cần phải có một luật sư giỏi và một luật sư can đảm. Bởi vì sao? Bởi vì cũng như cậu sinh viên đã nói rằng là cái sự trả thù của người đàn bà khi họ yêu quá trở trở lên thù hận á, thì sự trả thù của họ không biết đến đâu mà lường. Chính vì vậy mà phải cần một người luật sư hiểu biết về pháp luật và phải có tâm đứng về cái lẽ phải và đứng về những cái thế yếu. Thì theo mình biết thì ở pháp luật đất nước Lào cũng vậy, họ hay thường thường bảo vệ những người phụ nữ thân cô thế cô. Thì trong vấn đề này thì coi như là bạn ấy lại không phải là phái yếu mà là phái mạnh. Cái vấn đề ở đây thì chắc chắn bên họ cũng có luật sư, mà luật sư giỏi hẳn hoi, mà họ có thể là có được rất nhiều bằng chứng. Ví dụ như là bạn ấy nói rằng là trong những cái ngày đầu á, mà coi như là bà ấy đã nói dối một lần là có con á, thì cậu này đã không tin. Thì coi như là bà ấy nói rằng là cậu biết thế nào không, nếu một khi cậu bắt tôi phá thai á, hoặc là coi như là bác bỏ tôi, tức là kiểu như là lật lật lọng tôi, tức là đi xa rời tôi với một người khác á, thì luật sư có đủ cái bằng chứng để kết tội cậu. Cậu đã cưỡng cưỡng ép tôi coi như ăn ngủ với cậu. Tôi chỉ cần nói rằng là một câu chuyện rằng là tôi cho cậu thuê một căn phòng ở đây để cậu đi học đi hành, nhưng cậu đã coi như là cưỡng cưỡng ép tôi coi như là làm người tình của cậu thôi, là cậu có thể đã vào tù coi như là mút mùa rồi. Thì những cái điều này mình cũng không hiểu được nhiều rằng là luật sư của họ có thể làm được việc đó hay không, và pháp luật có thể coi như là sẽ xử trí như thế nào. Sau cái câu chuyện mà hôm qua mình nói chuyện với bạn sinh viên này xong á, thì ngay lập tức mình đã gọi điện cho một người bạn mà coi như mình nói rằng là anh bạn này hơn mình một số tuổi mà đã cũng có một người vợ trẻ là người Canada. Anh ấy đã 70, hơn 70 tuổi, và coi như lấy một người vợ chỉ có 22 tuổi thôi. Thì coi như là mình đã chia sẻ nhiều video về anh ấy, và tên anh ấy là Hoài Việt. Mình có gọi điện nói chuyện với anh Hoài Việt để chia sẻ về cái câu chuyện này, và nhờ anh ấy giải quyết giúp mình, có thể là tìm cho mình một cái đường lối cho cậu ấy, mở cái lối thoát cho cậu ấy không. Thì chính anh Hoài Việt cũng anh cũng không hiểu lắm về cái vấn đề này. Anh ấy nói rằng là tôi có thể giúp cậu ấy về vấn đề trang trải mọi cái nợ nần đối với bà ấy. Chẳng hạn từ trước đến giờ là từ lúc quan hệ với bà ấy đến nay cậu ấy đã lấy của bà ấy bao nhiêu tiền bạc, thì tôi có thể hoàn lại cho bà ấy từng đó số tiền.
Còn thì đây là cái chuyện riêng của người ta mà mình không thể can thiệp được vào, bởi vì nó thuộc về vấn đề tình cảm. Tôi thì cũng có vợ trẻ, và cái vấn đề của chúng tôi là nó có một cái tình yêu thật sự, nó không giống như cái chuyện mà giữa hai người này đấy. Cho nên là khi mà bạn nói chuyện với tôi để giúp đỡ thì tôi chỉ biết nói rằng tôi có thể giúp bạn ấy, rằng là cho bạn ấy là vay một số tiền để bạn ấy trả nợ. Tôi chưa nói rằng là tôi cho bạn ấy nhé, nhưng mà tôi sẽ cho bạn ấy vay, và bạn ấy có thể ở lại đây để sau khi học xong bạn ấy có thể ở lại đây đi lao động và trả tôi theo cái cách trả góp, trả dần dần cái số tiền đó. Và trong thời gian đó thì tôi có thể là lo cho cả gia đình nhà bạn ấy ở phía Việt Nam. Vâng, đối với tôi số tiền đó không nhiều, nhưng cái số tài sản của tôi đang được hưởng nó là số tài sản của một người bạn tôi để lại. Và trước khi mà qua đời thì người bạn tôi đã muốn nói rằng số tài sản của tôi là tôi được quyền sử dụng nó, nhưng mà theo cái cách như là phải coi như là sử dụng vào mục đích đúng đắn. Có nghĩa ý nguyện của người bạn có nghĩa là tôi cũng đã già rồi, và khi người bạn tôi qua đời không nghĩ rằng tôi lấy vợ. Cho nên là người bạn của tôi muốn rằng là khi tôi có thể qua đời thì sẽ giao số tài sản mà hai căn biệt thự với một số tiền lớn trong tài khoản là vào cho những chẳng hạn như trại trẻ mồ côi, trại dưỡng lão, hoặc những cái mà cơ quan, những cái tổ chức mà làm thiện nguyện để giúp đỡ người đời. Thế cho nên là tôi không thể trích bỏ những cái số tiền đó cho một cái cá nhân nào đó, mà nhất là cá nhân đó lại là một thanh niên khỏe mạnh. Trên chính về vấn đề này là tôi chỉ cho cậu ấy vay thôi, và tôi chỉ giúp được bạn ấy từng đó mà thôi. Thì đây là một cái ý tưởng rất hay, một cái tức là một sự giúp đỡ rất hay từ cái người bạn của mình. Thì mình cũng nói trước ở trong câu chuyện này thì trước đó mình cũng quen một cái người đàn ông và mình đã kể đó, thì chính người bạn này cũng đã coi như là dẫn mình đi chơi, đi du lịch ở thác Niagara mấy lần, và mình đã gặp những cái quan chức Việt Nam ở cấp tỉnh và đã kể trong đó đã làm một vài video về cái câu chuyện mà gặp gỡ những quan chức Việt Nam sang đây mua nhà cửa và định cư theo cái diện đầu tư đó. Thì cái câu chuyện này nó diễn ra thì coi như là có rất nhiều người coi như là biết. Có một số người đã viết thư hỏi mình rằng là họ muốn coi như là gặp gỡ cái người mà quan chức mà ở đang của Việt Nam chạy sang đây là đang đầu tư làm ăn ở thác Niagara hay không, để người ta muốn có một cái sợi dây liên kết để làm ăn theo cái chuỗi mà bán hàng. Nhưng mà thực sự trong vấn đề kinh doanh mình cũng bó tay, và mình cũng không muốn coi như là ở phía bên kia họ bị phiền phức, bởi vì mình cứ hiểu theo cách đơn giản là họ sang đây theo một cách như là ẩn thân á, họ không muốn quan hệ gì nhiều ở những cái người khác, mà trong giới làm ăn thì họ cũng không thiếu gì những đối tượng để làm ăn. Cho nên là những cái người mà muốn tìm đến những cái vị quan chức đó, mình không thể là tiết lộ tên tuổi của vị quan chức đó cho họ được. Thì ở đây nó có một vấn đề liên quan tới tại sao mình nói tới vấn đề này, bởi vì trong ý nghĩ của mình á là mình cũng có ý là nhờ mấy cái vị quan chức kia có thể giúp đỡ cậu sinh viên này không, bởi vì á mình biết rằng là một số người sang đây có rất là nhiều tiền, mà người phụ nữ, người tình của cậu sinh viên này là chỉ có sử dụng bằng đồng tiền để trói buộc cậu ấy thôi. Bây giờ có đứa con thì hãy giải quyết như thế nào thì họ có thể giải quyết được. Ở đây theo mình nghĩ rằng là nếu cậu ấy ví dụ có phải ra pháp luật thì cậu ấy có trách nhiệm với đứa con là có thể được. Có nghĩa là cậu sẵn sàng nuôi đứa con đó đến năm 18 tuổi, chẳng hạn như người đàn bà ấy nuôi, thì cậu ấy sẽ coi như đóng góp tiền bạc nuôi đứa con này đến năm 18 tuổi, chẳng hạn như mỗi người sẽ bỏ ra một nửa số tiền. Thì đây là những đối tượng mà mình tìm đến để giúp đỡ cậu sinh viên nghèo khổ này. Mình cũng chỉ có thể giúp đỡ được như vậy thôi, chứ cũng không dám can thiệp sâu vào chuyện ấy. Mình không sợ rằng là mình sẽ trở thành nạn nhân của người đàn bà kia, nhưng mình chỉ sợ rằng là câu chuyện nó sẽ rối rắm thêm và bản thân mình không có cái tài, cái khả năng để mà giải quyết trong cái chuyện này. Trong chuyện này chỉ có thể là nhờ luật sư và những người có tiền, có tâm để giúp đỡ cậu sinh viên nghèo này. Qua câu chuyện ngày hôm nay mình chia sẻ trên đây với các bạn, mà mục đích của mình muốn nói rằng là những người mà đi được tới đất nước Canada định cư á,
hoặc là đang du học theo các diện nọ diện kia, không phải là qua đến đây đã là coi như là sung sướng, không phải qua đây rồi mà không còn gặp những chuyện éo le mà những như câu chuyện vừa rồi mình đang kể. Vâng, thì mình cũng hy vọng rằng khi thông qua câu chuyện này có những người nào có tâm, có lòng giúp đỡ thì có thể liên hệ với mình và mình sẽ cho có thể là cái số điện thoại của bạn sinh viên này để coi như là giúp đỡ bạn ấy. Vâng, tất nhiên là mình sẽ phải hỏi ý kiến trước xem cái bạn sinh viên này có cần sự giúp đỡ đó hay không thì mình mới có thể rằng là cho số điện thoại của bạn ấy được. Thì rất mong coi như là các bạn hãy ủng hộ bạn ấy nếu mà bạn ấy cần sự giúp đỡ của các bạn. Vâng, video của mình hôm nay xin chia sẻ và kết thúc tại đây rồi. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân tình của quý khán thính giả và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn vào những video sau.